hướng dẫn cài phần mềm đọc tờ khai XML. Bước 1. Truy cập website như trong clip. Bước 2. Vào menu tải về chọn phần mềm iTax View ở 1.9.1. Bước 3. Nhấn nút vào file vừa tải về. Bước 4. Nhấn nút vào file đã nén để cài đặt. Bước 5. Nhấn Next. Bước 6. Nhấn Insert to. Bước 7. Nhấn Finish để kết thúc cài đặt. Bước 8. Tại menu tệp hồ sơ, chọn mở tệp hồ sơ và tìm file XML.